Xin chào các bạn. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa hay còn gọi ngắn gọn là quân đội Trung Quốc là quân đội thường trực lớn nhất trên thế giới với quân số trên 2 triệu quân với khoảng 800.000 lính dự bị. Trong chiến tranh thì lực lượng cảnh sát vũ trang còn gọi là vũ cảnh với biên chế 1,5 triệu người sẽ trở thành một nhánh của quân đội. Ngày nay, quân đội Trung Quốc sử dụng hệ thống chiến khu để phân chia địa bàn tác chiến trong nước. Mỗi chiến khu thường tổ chức theo cơ cấu bộ tư lệnh, điều phối hoạt động của các đơn vị, hải, lục, không quân trên địa bàn tác chiến của mình đứng đầu các chiến khu là một tư lệnh chiến khu có hàm cấp thượng tướng. Đây là cấp bậc cao nhất trong quân đội Trung Quốc hiện tại. Cùng lãnh đạo chiến khu với tư lệnh còn có một chính ủy chiến khu. Trước đây, Trung Quốc duy trì chế độ quân khu với thập đại quân khu. Nhưng sau này, từ năm 2016, toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc được cải tổ và phân thành 5 vùng quân sự lớn, gọi là ngũ đại chiến khu. Bao gồm các chiến khu Bắc Bộ, chiến khu Trung ương, Trung Bộ, chiến khu Đông Bộ Chiến khu Tây Bộ và chiến khu Nam Bộ. Chiến khu Bắc Bộ có nhiệm vụ triển khai chỉ huy tác chiến liên hợp phía Bắc của Trung Quốc. Phạm vi quản lý của chiến khu Bắc Bộ gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Nội Mông, Sơn Đông. Bộ Tư lệnh chiến khu Bắc Bộ đặt tại Thẩm Dương. Chiến khu Trung ương, Trung Bộ có nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan đầu não của Trung Quốc, triển khai chỉ huy tác chiến liên hợp và chi viện cho các chiến khu Bắc Bộ, Nam Bộ, Đông Bộ, Tây Bộ khi cần thiết phạm vi quản lý của chiến khu trung ương gồm thủ đô bắc kinh thiên tân và các tỉnh hà bắc sơn tây hà nam thiểm tây hồ bắc bộ tư lệnh đặt tại thủ đô bắc kinh chiến khu đông bộ có nhiệm vụ triển khai chỉ huy tác chiến liên hợp phía đông của trung quốc phạm vi quản lý của chiến khu đông bộ gồm thượng hải giang tô chiết giang an huy giang tây phúc kiến bộ tư lệnh đặt tại nam kinh chiến khu tây bộ có nhiệm vụ triển khai chỉ huy tác chiến liên hợp phía tây của trung quốc phạm vi quản lý của chiến khu tây bộ gồm tân cương tây tạng tứ xuyên trùng khánh thanh hải cam túc ninh hạ bộ tư lệnh đặt tại thành đô chiến khu nam bộ có nhiệm vụ triển khai chỉ huy tác chiến liên hợp phía nam của trung quốc phạm vi quản lý của chiến khu nam bộ gồm quảng đông quảng tây hồ nam hải nam vân nam quý châu hồng kông ma cao bộ tư lệnh đặt tại quảng châu Chiến khu Nam Bộ này còn có các đơn vị quân đồn trú là quân đồn trú Hồng Kông, đóng tại Hồng Kông và Thâm Quyến. Quân đồn trú Ma Cao, đóng tại Ma Cao và Chu Hải. Quân đồn trú đóng trái phép tại một số đảo của quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc Việt Nam. Ngoài ra, các bộ chỉ huy của Hải Lục Không Quân của chiến khu Nam Bộ này cũng đều đóng rất sát với biên giới Việt Nam. Với lục quân chiến khu Nam Bộ, có bộ chỉ huy đóng tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Hải quân chiến khu Nam Bộ có bộ tư lệnh đóng tại thành phố Trạm Giang, Quảng Đông. Không quân chiến khu Nam Bộ có bộ tư lệnh đóng tại thành phố Quảng Châu, Quảng Đông. Bên cạnh đó, tháng 1 năm 2017, ba lãnh đạo Trung Quốc bổ nhiệm Đô đốc Viên Dự Bách được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh chiến khu Nam Bộ. Với việc bổ nhiệm Viên Dự Bách, một tướng hải quân làm tư lệnh một chiến khu thay vì một tướng lục quân như các chiến khu khác là động thái rất đáng chú ý nhất là chiến khu Nam Bộ được Trung Quốc định hướng tác chiến tại Nam Hải, theo cách gọi của Trung Quốc, tức Biển Đông. Các bình luận tại Trung Quốc đều cho rằng đây là động thái cho thấy vai trò quan trọng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc ở Nam Hải là rất quan trọng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Các bạn có biết về các chiến khu này hay quân đội của Trung Quốc? Hãy chia sẻ ý kiến bình luận của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.